Mình Haaland ghi bàn hơn 13 đội bóng ở Premier League. Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng ở Premier League với bàn thắng vào lưới Wolves. Nếu xét số bàn thắng, ngôi sao người Na Uy đã vượt rất nhiều câu lạc bộ ở giải đấu số 1 nước Anh. Ở trận đấu thuộc vòng 8 Premier League, Man City đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên sân của Wolves. Erling Haaland là một trong 3 cầu thủ đã ghi bàn mang về 3 điểm dễ dàng cho các nhà đương kim vô địch. Đáng chú ý, đây là trận thứ 5 liên tiếp Haaland nổ súng ở Premier League với tổng cộng 11 bàn. Ngôi sao người Na Uy đang một mình dẫn đầu cuộc đua vượt phá lưới, hơn 5 bàn so với người xếp thứ 2 Aleksandar Mitrovic 6 bàn. Đặc biệt, nếu xét số bàn thắng đã ghi, mình Erling Haaland đã vượt qua 13 đội bóng ở Premier League, bao gồm Leeds United 10 bàn, United, Leicester 8 bàn, Newcastle, Southampton, Crystal Palace 7 bàn, Aston Villa, Nottingham Forest 6 bàn, Bournemouth 5 bàn, Everton 4 bàn, Wolves và West Ham 3 bàn. Sự khác biệt giữa Man City và Wolves thể hiện rõ ở Haaland. Tính ra số bàn thắng của tiền đạo người Na Uy gấp gần 3 lần đội bóng của VfB Bochum tính tới thời điểm này của Premier League 2022-2023. Haaland chỉ kém số bàn thắng của 5 đội bóng ở Premier League là Liverpool, Brentford 15 bàn, Arsenal 14 bàn, Tottenham và Fulham 12 bàn. Nhờ phong độ săn bàn ấn tượng của tiền đạo người Na Uy, Man City đang sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League với 23 bàn thắng. Tính cả 3 bàn thắng sau 2 lượt trận ở Manchester League, Haaland đã ghi 14 bàn sau 10 lần ra sân ở mùa giải này. Với phong độ săn bàn ấn tượng, tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ phá sâu kỷ lục ghi bàn ở sân chơi số 1 nước Anh. Về phần mình, với trận thắng Wolves 3-0, Man City đã tạm thời vượt qua Arsenal, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Vào tối ngày mai, Arsenal sẽ ra sân thi đấu trong vòng 8, gặp đối thủ không hề dễ chơi là Brentford. Son Heung-min lập hat-trick trong trận thắng 6-2 của Tottenham. Đêm ngày 17 tháng 9 giờ Hà Nội, tiền đạo người Hàn Quốc ghi 3 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị để giúp Tottenham thắng đậm đội bé bảng Leicester City. Sau 6 trận đá chính nhưng không thể ghi bàn, huấn luyện viên Conte quyết định cất Son Heung-min lên băng ghế dự bị ở cuộc tiếp đón câu lạc bộ bé bảng Leicester. Như một chiếc lò xo bị dồn nén, tiền đạo người Hàn Quốc thi đấu bùng nổ sau khi vào sân thay Richarlison ở phút thứ 59. Son đã ghi đến 3 bàn thắng chỉ trong 14 phút, từ 73 đến 86. Phút thứ 73, tiền đạo người Hàn Quốc tỏa sáng với siêu phẩm cứa lòng chân phải từ ngoài vùng cấm, hạ gục thủ thành Danny Ward. 11 phút sau, Son lại khiến cổ động viên trầm trồ khi cứa lòng chân trái từ cự ly tương tự để lập cú đúp. Phút thứ 87, cựu cầu thủ Leverkusen hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định thắng lợi 6-2 cho Spurs bằng pha dứt điểm từ đường kiến tạo của Pierre-Emerick Aubameyang. Tottenham và Man City là hai câu lạc bộ lúc này bất bại tại Premier League với 5 thắng và 2 hòa. Thầy trò Vincent Conte vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bằng điểm Man City 17 điểm và chỉ xếp sau do kém hiệu số. Trong khi đó, Leicester thua trận thứ 6 sau 7 vòng và tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Bayern có khởi đầu tệ nhất sau 21 năm. Nhà đương kim vô địch Bundesliga có trận thua sốc 0-1 trước Augsburg ở vòng 7 Bundesliga. Trở về giải cúp nội sau chiến thắng 2-0 trước Barcelona tại Champions League hồi giữa tuần, Bayern Munich được kỳ vọng có 3 điểm khi làm khách trên sân của Augsburg. Tuy nhiên, đại diện xứ Bavaria có trận thua 0-1 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Bàn thắng ở phút thứ 59 của tiền đạo Brescia đã giúp cho Augsburg thắng Bayern, qua đó tạo cú sốc lớn ở vòng 7 Bundesliga. Đội bóng của bên Julian Nagelsmann chỉ có thể tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Bayern trận này lên tới 2,9 nhưng họ không thể ghi nổi một bàn thắng nào. Bởi vì Nagelsmann có khởi đầu Bundesliga 2022-2023 tồi tệ, Bayern không thắng trong 4 trận đấu gần nhất ở giải đấu, tái lập thành tích họ từng tạo ra vào năm 2001. Nhà đương kim vô địch Bundesliga hòa 3 và thua 1 ở 4 vòng đấu gần nhất. Bayern bị đội dẫn đầu Dortmund tạo ra khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng. Đại diện vùng Ruhr có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Schalke ở vòng 7 để chiếm ngôi đầu. Điểm nhấn khác của trận River Derby còn nằm ở việc Marco Reus dính chấn thương nặng. Ngôi sao của Dortmund được cho là bị lật cổ chân trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ Schalke ở phút thứ 28. Chấn thương này nặng đến mức ngôi sao Dortmund sau đó phải rời sân bằng cáng. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại rằng mắt cá chân của Reus có vấn đề, đồng nghĩa với việc cầu thủ 33 tuổi có mặt nguy cơ lỡ World Cup 2022. Reus ôm mặt với vẻ đau đớn lẫn tiếc nuối khi nằm trên cáng. Barca chút giận lên đội bát bảng La Liga. Sau trận thua Bayern ở Champions League, Robert Lewandowski lập cú đúp giúp Barca thắng Elche 3-0 thuộc vòng 6 La Liga. Bước ngoặt của trận đấu đến ngày phút thứ 14, trung phong Lewandowski tận dụng đường chuyền lỗi của Raul Guti để thoát xuống. Gonzalo Verdú không còn lựa chọn ngoài việc kéo ngã tiền đạo đội chủ nhà. Sau khi tham khảo kỹ tình huống làm chậm, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ đội trưởng bên phía Elche. Barca thoải mái triển khai bóng ở phần giữa sân, rồi tăng tốc khi tiến sang 1/3 sân của đối thủ. Nỗ lực phòng ngự với 10 người chỉ giúp Elche trụ vững đến phút thứ 34.
Hậu vệ trẻ Alexandro Blake tỏa sáng với hai pha kiến tạo từ những tình huống đột phá bên cánh trái. Lần lượt Lewandowski và Memphis Depay nhận bóng, dứt điểm từ cự ly gần ở phút thứ 34 và 41, qua đó giúp Braganna bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn. Cuối hiệp 1 khó khăn chồng chất với Elche khi huấn luyện viên trưởng Francisco Rodriguez cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Sang đầu hiệp 2, Barca tiếp tục gây sức ép bằng những pha đưa bóng ở từ hai biên. Phút thứ 48, quả tạt của Ousmane Dembélé khiến hàng thủ áo trắng lúng túng, Depay không thể giữ điểm trong vùng 5m50, nhưng Lewy đã có mặt để đá bồi nâng tỷ số lên 3-0. Những phút còn lại, cầu thủ viên tại Camp Nou được chứng kiến buổi tập tấn công của Barca. Câu lạc bộ xứ Catania cầm bóng đến 76% và không cho Elche cú sút nào dù chỉ một lần. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về thầy trò Luis Xavi. Barca tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 16 điểm, hơn Real 1 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Tái phát chấn thương Calvin Phillips nguy cơ lỡ World Cup. Do tái phát chấn thương vai nên Calvin Phillips có thể phải thực hiện phẫu thuật. Nếu điều này xảy ra, tiền vệ người Anh có nguy cơ cao sẽ bỏ lỡ World Cup 2022. Calvin Phillips mới chỉ ra sân 13 phút cho Man City kể từ khi anh chuyển tới Etihad với mức phí 45 triệu bảng vào mùa vừa qua. Tại đội bóng mới, tiền vệ người Anh phải chấp nhận dự bị và chờ đợi cơ hội cạnh tranh vị trí với Rory. Tuy nhiên, tình hình có vẻ càng tệ với Phillips. Theo Sun Sport, tiền vệ 26 tuổi đã tái phát chấn thương vai nên bị gạch tên ở trận thắng Wolves 3-0 vào tối qua. Các bác sĩ của Man City đang xem xét liệu cựu cầu thủ Leeds có cần phẫu thuật hay không. Phillips xin chấn thương vai lần đầu tiên ở trận hòa 3 đều với Barcelona hôm 25 tháng 8. Sau đó anh không mất nhiều thời gian để trở lại. Nhưng với việc chấn thương tái phát mới đây, Phillips dự kiến sẽ ngồi ngoài khoảng 5 tuần. Trong trường hợp buộc phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm, Phillips có nguy cơ lỡ World Cup 2022 được tổ chức vào giữa tháng 11 tại Qatar. Theo kế hoạch chưa đầy 1 tháng nữa, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ chốt đội hình của tam sư. Phillips trước mắt sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu tại Nations League cuối tháng này, gặp Italia và Đức. Nếu không có sự phục vụ của Phillips, Southgate sẽ phải đau đầu lựa chọn người thay thế. Ở Euro 2020, Phillips đã chơi cực hay cùng với Declan Rice ở cuộc chung kết, góp công lớn đưa đội tuyển Anh vào chung kết. Các cầu thủ Man City đã được nghỉ ngơi sau trận thắng Wolves 3-0. Họ sẽ chạm trán United khi Premier League trở lại sau lượt trận quốc tế. Hiện giờ Tottenham đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Ole Gunnar Solskjaer trở lại Premier League đối đầu MU. Theo tờ Metro, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang là một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Brighton. Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Manchester United. Một số hình ảnh cho thấy ông đang dẫn dắt đội U17 Kristiansand, đội bóng mà cậu con trai Elia đang tập luyện và thi đấu. Ông sẽ huấn luyện những cầu thủ trẻ của đội bóng này 2 đến 3 ngày một tuần. Đây chỉ là công việc tạm thời của ông Thanh Naui. Cựu huấn luyện viên MU vẫn đang chờ đợi một lời đề nghị hợp lý. Vào thời điểm hiện tại xuất hiện một bến đỗ tiềm năng dành cho Solskjaer. Theo tờ Metro, Ole đang là một trong ứng cử viên cho chiếc ghế huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Brighton. Brighton vẫn đang trong quá trình tìm kiếm tân huyền trưởng sau khi chia tay Graham Potter, người đã đồng ý dẫn dắt Chelsea thay Thomas Tuchel. Đội chủ sở Ahmed muốn đưa về một nhà cầm quân có kinh nghiệm làm việc ở Premier League và nói tiếng Anh tốt. Đội bóng của nước Anh đang hy vọng sẽ có huấn luyện viên mới sau đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong tháng 9 này. Ban lãnh đạo Brighton đã cân nhắc đến cựu huấn luyện viên MU. Solskjaer rõ ràng phù hợp với các điều kiện này. Nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, ông hoàn toàn có thể trở lại Premier League. Ngoài huấn luyện viên người Na Uy, Brighton còn nhắm đến một vài mục tiêu khác, có thể kể đến như Roberto De Zerbi, người hiện vẫn thất nghiệp sau khi chia tay Shakhtar Donetsk ở mùa giải trước.